Lễ thứ 15. Nhất tâm quán lễ vạn đức hồng danh, năng diệt chúng tội, quả năng nhất hướng chuyên niệm, tự nhiên cấu chướng tiêu trừ, bất đạn đạo tâm thuần thục, thả khả phước tuệ tăng trưởng, lâm mạng chung thời, thánh chúng hiện tiền, từ bi gia hữu, linh tâm bất loạn, tiếp dẫn vạn sanh cực lạc thế giới, thất bảo trì trung, hoa khai đắc kiến, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, xưng ba lần một lạy. Điều thứ 15, vạn đức hồng danh, năng diệt chúng tội, quả năng nhất hướng chuyên niệm, tự nhiên cấu chướng tiêu trừ. Danh hiệu này là do vạn đức trang nghiêm, cho nên xưng là vạn đức hồng danh đấy. Danh cụ vạn đức, trong danh tự này đã có đủ vạn đức rồi. Danh tự cũng có thể triệu hoán, tức là kêu gọi vạn đức. Vì thế danh cụ vạn đức, danh triệu vạn đức. Chư vị gọi tên ai đi, gọi ai thì người đó đến thôi. Danh tự này là vạn đức ba thành, bên trong bao gồm vạn đức. Vì thế gọi danh tự này thì chư vị đã gọi đến vạn đức rồi. Do đó chính là nói, chư vị niệm Phật thì toàn bộ nhiếp công đức của Phật thành công đức của chính mình. Đây là lời Đại sư Ngẫu Ích. Câu nói này tuyệt nha. Lúc chư vị niệm Phật, một câu Phật hiệu này cũng là lời Đại sư Ngẫu Ích nói nha. Chính là pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã đắc thì đều cho chúng ta rồi. Vậy thì trọn vẹn nhiếp công đức Phật thành đức chính mình, công đức của Phật A Di Đà. Chư vị niệm một câu này thì công đức của Phật A Di Đà hoàn toàn trở thành công đức của chính chư vị rồi. Cho nên một câu này công hiệu lớn như thế nha. Năng diệt chúng tội, các loại tội đều có thể tiêu diệt nha. Quả năng nhất hướng chuyên niệm, chư vị quả nhiên có khả năng nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng chuyên niệm ở trong đây đã nêu ra rồi. Nhất hướng chuyên niệm này là điều quan trọng, then chốt của việc tu trì. Một điều là tam bối vạn sanh của Vô Lượng Thọ Kinh. Bất kể chư vị là thượng bối, trung bối, hạ bối, một điều kiện chung cả, điều cần thiết phải là gì chứ? Là pháp Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng chính là ta một hướng nhất định như vậy. Chính là nhất quán, chuyên niệm là niệm duy nhất. Không phải cái gì cũng niệm, không phải rất tạp nha. Hoặc là ta tuy là niệm Phật, nhưng trong tâm luôn không an, luôn là muốn tương lai ta có cơ hội học chút gì khác ta mới hài lòng. Đây đều là không đủ chuyên đấy. Phải chuyên niệm một cách chân chánh đấy. Chư vị quả nhiên có khả năng nhất hướng chuyên niệm. Chủ này không hỏi chư vị có phải là đạt đến nhất tâm hay không. Điều này thì không giống với A Di Đà Kinh ở chỗ này. A Di Đà Kinh là làm một cái đột kích, kỳ hạn đạt được chứng đắc, quy định trong một thời kỳ tu chuyên tâm, tu đến nếu như có thể đạt đến sự nhất tâm hoặc lý nhất tâm kiểu vậy, sau cùng chắc chắn có thể vãng sanh. Đây là một kiểu giải thích. Thế thì tiến thêm một bước, chính là so với điều này có thể nhẹ nhàng một chút, chính là nhất hướng, nhất tâm bất loạn, chuyên trì danh hiệu. Chú thích: liên công căn cứ Phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm của Tịnh Độ Đại Kinh làm chánh nhân thiết yếu để vãng sanh,
mà rằng niệm không đến nhất tâm bất loạn cũng có thể vãng sanh, nhưng không thể nhất hướng chuyên niệm thì không thể vãng sanh. Nhất hướng chuyên niệm người người có thể thực hiện. Trở lại chánh văn, không cần thiết đạt đến sự nhất tâm lý nhất tâm. Đạt đến sự nhất tâm lý nhất tâm, chư vị đương nhiên là tốt đấy. Thế thì có thể chư vị sanh đến phương tiện hữu dư độ rồi đấy, có thể sanh đến thật báo trang nghiêm độ đấy. Nhưng mà chúng ta thông thường đều là đến phàm thánh đồng cư độ, thế không cần thiết phải đạt đến sự nhất tâm lý nhất tâm. Chư vị chỉ cần nhất tâm bất loạn, không cần nghĩ cái này nghĩ cái kia đâu. Niệm như vậy rất rối loạn, là nhất tâm bất loạn. Thanh thanh tịnh tịnh, nhất tâm nhất ý ở đây niệm. Vì vậy câu phiên dịch của Huyền Trang chính là hệ niệm danh hiệu. Tâm ở chỗ này thì niệm danh hiệu này như thế. Do đó Vô Lượng Thọ Kinh cũng là nhất hướng chuyên niệm, chính là nhất quán, chính là chuyên niệm đấy. Cũng chính là nói chư vị không cần hỏi bản thân có thể đạt đến nhất tâm bất loạn hay không, đạt được hay là đạt không được đều có thể vãng sanh. Chú thích: Hô Đồ Khắc Đồ là phong hiệu Triều Thanh trao tặng cho người tu hành trong Phật giáo Tạ Truyền khu vực Mông Tạng, có thành tựu rất cao, có khả năng căn cứ vào ý nguyện bản thân mà chuyển thế. Hô Đồ Khắc là tiếng Mông Cổ dịch âm, nghĩa của nó là thọ, đồ là có, hợp thành người có tuổi thọ, tức ý trường sanh bất lão. Nguyên là tiếng Mông Cổ dịch âm từ Chu Tất Cổ của tiếng Tạng, ý là hóa thân. Người hãy được sắc phong Hô Đồ Khắc Đồ. Danh sách đó đều ghi trong hồ sơ diệt lý phiên. Đời sau của họ chuyển thế cần trải qua đại diện triều đình nhà Thanh, tức Khâm Sai, chủ trì nghi thức dùng bình bằng vàng rút thăm tiến hành thừa nhận. Theo hồ sơ của diện lý phiên triều Thanh, thời kỳ năm Càn Long đến Đạo Quang, tổng cộng có 146 vị Hô Đồ Khắc Đồ. Trong đó Đạt Lai, Ban Thiền, Triết Bố Tôn Đan Ba, Chương Gia, bốn vị xưng là tứ thánh của Phật giáo Mông Tạng. Đạt Lai thống lĩnh toàn cục, Ban Thiền phụ tá Đạt Lai mà lĩnh hậu tạng, Triết Bố Tôn Đan Ba lĩnh sa mạc Bắc Mông Cổ, Chương Gia lĩnh sa mạc Nam Mông Cổ, lại thêm sa mạc Nam Mông Cổ thì Chương Gia đứng đầu. Trên thực tế có tám đại Hô Đồ Khắc Đồ là tám vị cao tăng được triều đình nhà Thanh sắc phong. Họ mỗi vị có khu vực và tự diện đóng trụ sở, bình thường thường trú ở Bắc Kinh, mỗi năm đi đến khu vực thị sát một lần. Trở lại chánh văn, bởi vì chúng ta chỉ cần cầu có thể sanh đến phàm thánh đồng cư độ thì đã là tài ba lắm rồi, thì vấn đề gì cũng giải quyết rồi. Nếu như chư vị có khả năng tìm đến sự nhất tâm lý nhất tâm thế càng tốt rồi. Cho nên đối với vãng sanh có rất nhiều người đã hiểu sai, cho rằng niệm không đến nhất tâm bất loạn thì không thể vãng sanh. Điều này là một lý giải không sâu. Do vậy thầy Hạ nói niệm không đến nhất tâm bất loạn cũng có thể vãng sanh như nhau, không nhất hướng chuyên niệm họ không thể vãng sanh đấy. Cơ bản mà nói, tình huống thông thường mà nói chính là như vậy. Bởi vì chư vị cần thiết phải tu trì một mức độ nhất định mà. Niệm một mức
nhất định nha. Kết cái tình duyên này đấy. Hơn nữa, cái niệm này không chỉ là lâm chung Phật đến tiếp dẫn. Quả năng nhất hướng chuyên niệm, tự nhiên cấu chướng tiêu trừ. Những cáo bận trong tâm này của ta đấy, chướng ngại đấy, đều có thể tiêu trừ đấy. Bất đạn đạo tâm thuần thục, không chỉ vẹn vẹn là sự thuần thục trong tâm đạo này của ta. Tại sao phải vậy nhất hướng chuyên niệm? Chính là bởi vì chư vị muốn tiêu trừ tất cả chướng ngại này mà. Chư vị trước khi sắp vãng sanh, chư vị khắp nơi trên con đường này đều là chướng ngại vật trên đường, đã bố trí rất nhiều chướng ngại vật trên đường cho chư vị. Chư vị đi không qua được nha, đã bố trí xe tăng đó đi qua nơi tắc nghẽn kia, bố trí đủ loại chướng ngại vật trên đường, xe tăng cũng không chạy vào được rồi, xe dùng trong quân đội đấy, cho nên phải tiêu trừ nó. Những thứ này đều là chướng ngại gian. Chứ gì niệm nhiều thì tiêu trừ chướng ngại. Thế không những là tiêu trừ chướng ngại, mà còn có thể làm cho chư vị đạo tâm thuần thục, tâm hướng đạo của chư vị mới thuần thục mà. Chúng ta tu trì thì chỉ là hai sự việc. Hai sự việc nói thật ra là một sự việc, chính là phải sanh xứ thục, thục xứ sanh, nơi một đời của chúng ta, một nơi quen thuộc. Chúng ta quen thuộc cái gì? Tham sân si nha, vì ta mà tính toán nha. Những thứ này quen thuộc cực kỳ, đã vọng tưởng nha. Trước đây chưa từng nói, ta hiện tại phải chuẩn bị sắp xếp một thời gian để ta đã vọng tưởng. Tự nhiên thì là vọng tưởng. Cái tâm tham, tâm sân, tâm si đó, chứ gì đè vẫn đè không nổi. Nó quen thuộc cực kỳ. Loại tâm hướng đạo này, ta muốn đến niệm Phật, ta muốn đến làm công đức, đến giúp người lợi tha. Những tâm này là sanh lạ, không như các loại ham muốn kia nha. Cái tâm kia quen thuộc như thế, tự nhiên như thế đấy, không như cái tâm kia thật như thế. Hết thảy đều có thể không quản nữa, ngay cả mạng cũng có thể không quản nha. Do đó một cái là lạ, một cái là quen. Tu hành chính là phải chuyển biến, làm cho sanh xứ biến thuộc, thuộc xứ biến sanh. Phải biến cái đạo tâm này nha, tâm bồ đề của chúng ta nha, đủ các loại này nha, tâm từ bi nha, muốn niệm Phật nha, muốn trì giới nha, trở thành rất quen thuộc đấy. Và những cái thế gian này, những công danh phú quý này, vợ và con cái, hết thảy tất cả thứ mọi người quen thuộc, chúng ta phải biến trở thành lạnh nhạt. Đây là một việc chuyển đổi đấy. Cho nên chính là nói, chư vị phải hân ngưỡng thế giới cực lạc nha, phải đi tu đạo đấy. Chán ghét ta bà này, đối với những thứ của thế giới ta bà này, không phải thứ chúng ta thích mà. Vậy cũng chính là thục xứ biến sanh đấy. Nếu không thì thứ này đúng là thứ mà ta tham luyến. Do đó niệm Phật có thể làm cho chư vị đạo tâm thuần thục, nơi lạ biến thành quen, mà có thể phước và tuệ của chư vị đều tăng trưởng đấy. Cái phước này của chúng ta vẫn không chỉ nói những hưởng thụ của thế gian, xuất thế gian cũng cần phước. Phước của xuất thế gian rất quan trọng. Chư vị nếu muốn thân cận tiện tri thức, chư vị phải có cơ duyên này. Có khi là chư vị không có cái phước báo này. Ngày nay có đạo tràng, nhất định tham gia không được. Sau khi tham gia rồi, chư vị bị bệnh, người khác đều ở nơi đó nghe rất tốt, chư vị ở nơi đó đau răng, rất nhiều chướng ngại đấy. Khi Vương Thượng Sư ghi chú, Thượng Sư Vương Gia Tề, pháp danh Liên Hoa Chánh Giác,
sau Tạc Mật Đông, truyền thời Cực Đại, đứng đầu Kim Cang Thượng Sư Hán tộc, Kim Cang Đại A Xà Lê đời thứ 33, Ninh Mã Ba của Phật giáo Tạc truyền, cũng là thượng sư truyền thừa Y Bát Phật Tông của lão cư sĩ Hoàng Diệp Tổ. Kim Cang Thượng Sư đời thứ 34, Ninh Mã Ba đã từng ở đây. Hàng xóm người họ Hách đó nhà đối diện. Cư sĩ Hách này người tốt cực kỳ. Cư sĩ Hách về sau đã có kinh nghiệm rồi. Ông ấy có một lần giới thiệu người đến gặp Vương Thượng Sư. Chú thích: Tổ sư Đạt Na, hoàng Phật nổi tiếng khu vực Xương Đô của Tây Tạng, còn là vị hoàng Phật đầu tiên đem mật tạng hoàn truyền ở đất Hán. Hoàng Phật Đạt Na sinh ra là thông minh hơn người bình thường. Khi 3 tuổi được hoàng Phật Cát Trung chùa Đạt Na ở loại Ô Tề chứng nhận là hoàng Phật Kim Đường thứ 14 chuyển thế, nghinh quy bổn tự, đồng thời báo tịch diện Mông Tạng lập hồ sơ. Hoàng Phật Nạc Đa đệ tử ở đất Hán cực nhiều, trong đó người học có thành tựu mà hoàng hóa một phương bao gồm thượng sư Vương Gia Tề đã đề cập ở văn trên. Trở lại chánh văn, kiểu gì cũng không thành, luôn là hẹn xong xuôi rồi, tính ngày giờ lại không được. Vì sao ông ấy đúc kết được kinh nghiệm? Ông ấy muốn giới thiệu một người, ông ấy niệm Kim Cang Tác Đọa Bách Tự Binh, hoặc ít hoặc nhiều biến thay cho người ấy, tiêu trừ nghiệp chướng. Như vậy, sau khi làm xong, nhất định thành công, đến giờ họ có thể đến. Chữ chướng này rất lợi hại. Mọi người có khi là sợ chịu khổ, sợ gì gì đó. Có khi đó không nhất định chỉ là khổ, nó là tăng thêm chướng. Tăng thêm cái chướng này cũng ghê gớm. Chứ gì không tu trì còn may, một khi tu trì thì chỗ nào cũng là quấy rầy, ngăn trở chứ gì tu trì. Chứ gì vừa mới nói tôi ở trong đây phải niệm thêm một chút, nhưng trong đơn vị lại ngay tức thì truyền đạt mệnh lệnh xuống một nhiệm vụ, bảo chư vị tranh thủ việc gì đó. Kế hoạch của chư vị tan dở, đây đều là chướng ngại. Nếu như chư vị dụng công rất tốt, có phước báo mà phước xuất thế gian, cho nên sách mà chư vị cần thì có thể có được. Chư vị muốn thỉnh tượng Phật thì có thể thỉnh được. Rất nhiều tượng rất đẹp, đủ kiểu. Mọi người vì gặp được thiện tri thức, vì có thể gặp được thiện hữu, có được quyến thuộc bồ đề trong thân quyến, đây đều là phước báo đấy. Một mình chư vị niệm Phật, cả nhà phản đối chư vị, chư vị, điều này chính là chướng ngại. Tình trạng này rất nhiều đấy. Chồng nổi giận ném tượng Phật của cô ấy ra ngoài, quăng đi rất xa, có phải hay không đấy? Muốn đánh nhau đánh không thắng đấy. Vì thế quyến thuộc bồ đề mọi người đều biết là việc rất đáng quý, đều là thuộc về phước. Phước xuất thế gian cũng cần đấy, tuệ càng quan trọng hơn nha. Chúng ta ở đây nói quan trọng là tuệ. Chư vị phải khôi phục pháp thân của chư vị, đạt đến giải thoát phiền não này của chư vị, đều là phải nương vào Bát Nhã đấy. Chư vị cứ niệm Phật, phước tuệ của chư vị tự nhiên có thể tăng trưởng đấy. Càng quan trọng hơn là lúc sắp mạng chung, cho nên ý nghĩa của nhất hướng chuyên niệm này chính là tín nguyện trì danh của chư vị. Tín nha, nguyện nha, ngay đầu đều nhắc qua rồi, trên thực tế đã ngầm nhiếp vào ở bên trong rồi. Chư vị miễn là người có thể nhất hướng chuyên niệm, họ cũng đã từ tín nguyện xuất phát mà. Thế thì như vậy vào lúc họ sắp mạng chung, việc giảng sanh này không phải sức mạnh của bản thân chư vị nha. Đặc biệt là lúc lâm chung, không phải lúc bình thường,
niệm Phật, lúc này tứ đại phân ly, cực kỳ đau đớn. Tâm cũng thế, tâm lực là lúc yếu ớt cực kỳ. Lúc này nếu như có thể niệm nhang, có phải chư vị bình thường rèn luyện thành được như vậy? Do đó rất nhiều người cho rằng ta phải rèn luyện đến bước này, thế thì không phải là dễ hành đạo sao? Là chư vị có khả năng đạt đến điều kiện Phật đến tiếp dẫn này. Phật đến tiếp dẫn cũng chính là tôi thường xuyên nói. Hiện tại, ví dụ nói thông thường là 500 điểm thi đậu những trường đại học này. Trường học này của tôi 200 điểm thì trúng tuyển. Việc như vậy được. Chư vị, nếu như điểm không đã trúng tuyển, việc này không có thể. Thế giới cực lạc, trường học này chính là 200 điểm có thể trúng tuyển. Mà sau khi đậu rồi, không có giáng cấp, không có lưu ban. Mỗi người là sinh viên tốt nghiệp với trình độ của Einstein đều sắp thành Phật mà. Là một trường học thù thắng như vậy. Thế nhưng chứ gì 200 điểm này vẫn là cần có mà. Cho nên chứ gì phải đạt được quyền lực này của Phật đến tiếp dẫn chứ gì nha. Chính là nói chư vị quả nhiên là tính nha, nguyện nha, mong muốn giảng sanh nha. Chư vị ở trong nguyện, chư vị muốn đến. Hơn nữa chư vị vẫn là đang niệm Phật, nhất hướng là như vậy. Nhất hướng là như vậy. Vì thế như vậy lúc lâm chung thì Phật và rất nhiều đại Bồ Tát, rất nhiều thánh chúng cùng người có duyên với chư vị. Vì vậy, rất nhiều người ở đây đều chứng minh rồi. Rất nhiều người lúc giảng sanh nhìn thấy trong nhà chính mình người đã qua đời trước đây cùng theo Phật đến đón. Mọi người đến nghênh đón hiện tại trước mặt người lâm chung. Là từ bi gia hữu, linh tâm bất loạn đấy. Do đó, A Di Đà Kinh hai bản dịch, một bản là của Kumala Thập, một bản là của Huyền Trang. Hai câu này là trong bản dịch của Pháp Sư Huyền Trang vào lúc lâm chung. Do đó Pháp Sư Huyền Trang, vì sao Ngài muốn phiên dịch thêm một lần nữa vậy? Do vì có nguyên nhân. Thời gian của kiểu người đại đức như vậy đều là quý báu. Bản dịch của Pháp Sư Kumala Thập mọi người đều sẵn lòng đọc. Đọc từng dịch bản Đại sư Huyền Trang, mọi người biết Ngài phiên dịch rất chính xác, phiên dịch rất tốt, cũng không có ai chịu đọc. Bản này chỉ là khó đọc đấy, nhưng Ngài vẫn là muốn dịch đấy. Quan trọng chính là đã thêm vào từ bi gia hữu, linh tâm bất loạn, là từ bi lực của Phật đến bảo hộ chư vị, đến gia trì chư vị, linh tâm bất loạn. Phân lượng của chữ linh này rất nặng, làm cho tâm của chư vị, làm cho cái tâm của người lâm chung là làm cho nó không loạn, ra lệnh cho nó không loạn. Chữ linh này nó không nhất định là mệnh lệnh, chỉ là có thể dùng được. Còn trên kinh nói Phật vào lúc này nhập vào một loại tam muội thù thắng, hơn nữa khiến cho người chết này cũng nhập vào một loại tam muội khác, vì thế mà họ có thể niệm. Do đó pháp môn này là dựa vào gì? Dựa vào tha lực. Pháp môn giảng sanh, pháp môn tịnh độ là tha lực môn mà. Nếu nói chư vị không tin tưởng tha lực, chỉ tin tưởng tự lực, thì việc này không đủ đấy. Tha lực là nguyện lực của Mi Đà nha. Vì thế Mi Đà được xưng là đại nguyện chi vương đấy, Phật trung chi vương đấy. Nguyện lực này của Phật thù thắng đặc biệt. Chứ gì chỉ cần có loại tính nguyện trì danh nhất định này, mong muốn giảng sanh, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, thì Phật hiện ở trước chư vị, đại chúng hiện trước chư vị, vì sức mạnh tiếp dẫn giảng sanh của Phật. Chỗ này nói đơn giản một chút, trên những kinh khác là nói Phật,
trên đài kinh giải của tôi đều có. Phật dùng sức mạnh ba loại tam muội khiến cho chư vị cũng nhập vào tam muội. Lúc này tự nhiên chánh niệm phân minh có thể điệp theo, thế thì theo Phật vãng sanh rồi, là tiếp dẫn vãng sanh. Cho nên Phật A Di Đà được xưng là tiếp dẫn Phật. Chúng ta người tu hành cần thiết phải phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Thành quả đạt được chính là mong Phật tiếp dẫn, được Phật tiếp dẫn mà được vãng sanh nhờ Phật lực. Vì thế tiếp dẫn Phật là một tay cầm hoa sen, một tay là buông xuống như vậy. Hoa sen này chính là hoa sen mà chư vị người lưu vong này cần ngồi đưa đến cho chư vị. Cánh tay này chính là tiếp dẫn, biểu thị đón chư vị. Uy lực của Phật gia bị làm cho chư vị có thể đi vãng sanh cực lạc thế giới, thất bảo trì trung, hoa khai đắc chiến A Di Đà Phật. Vì vậy, một khi đến thế giới cực lạc thì không phải thân do cha mẹ sanh ra nữa, là tự nhiên hóa sanh trong hoa sen, tự nhiên biến hóa ra, không phải loại thân thể máu thịt này của chúng ta. Cho nên nói liên hoa hóa sanh chính là sau một đời mọi người đều là 32 loại tướng đại trượng phu. Chủ này chính là nói rõ bên trên đã nói rất nhiều đạo lý. Đây chính là điểm cụ thể, tất cả đây đều bất nhị. Phật A Di Đà thì thực sự mọi người đều cùng nhau thấy được thế giới cực lạc, thấy được Phật A Di Đà rồi. Chúng ta bắt đầu niệm Phật thì là bắt đầu giác ngộ. Giác ngộ này tương hợp với Bồ Giác thì thẳng hướng cứu cánh. Thế thì cụ thể đó là cần chư vị nhất hướng chuyên niệm. Lúc lâm chung thì có được tiếp dẫn đấy, vãng sanh đấy. Vì thế một pháp dạy, một mặt của nó phải nói rõ với chư vị. Đây là tất nhiên có một đạo lý tồn tại mà, chí lý ở chỗ này mà, vậy là phù hợp chân lý, chư vị có thể tiếp nhận, không phải giống rối ren mù mịt. Nó là cao nhất, áo diệu nhất, rõ ràng nhất, chính xác nhất mà. Nhưng cũng không phải chỉ là nó chính xác cái gì thì tốt nha, chứ gì vẫn phải có thể làm đến được đó. Muốn làm đến được phải làm thế nào đây? Cho nên pháp môn niệm Phật, pháp môn này nó rất đủ nha, vậy là làm đến được mà. Chư vị nhất tâm chuyên niệm, ta hạ quyết tâm, từ đây trở đi ta chính là từ Phật để cúng cùng thịt về. Khởi đầu rất tốt thì ta cúng lên Phật, cúng lên Phật thì ta bắt đầu từ một thời khóa nhất định rất nhỏ, thì ta ngày ngày niệm. Đứa con nhỏ này của họ cũng đang niệm, có đứa đang độ tuổi trung học, nó bây giờ lên đại học rồi. Đây là một đứa lúc đó học trung học thì chuyển đổi, một ngày nó nhất định niệm đến 80.000, kiên trì niệm, niệm sau cùng thì thay đổi rồi, công phu hiện tại rất thuận. Niệm tông nói đến chỗ này, quay đầu hỏi một người bên cạnh, ống kính tuy chưa hiện rõ khuôn mặt của cô ấy, thế nhưng có thể nghe được giọng nói vô cùng non trẻ. Niệm công hỏi rằng, có một ngày niệm bao nhiêu rồi? Giọng nói non trẻ trả lời rằng, hôm nay đã niệm 11.000. Niệm công lặp lại câu nói này, đã niệm 11.000. Sau đó tiếp tục nói đến, cho nên mọi người đều là phải phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Tương lai thì là một gia đình Phật hóa, bồ đề quyến thuộc, mọi người cùng nhau.